Xin chào quý anh chị và các bạn đã theo dõi các video của Khanh. Hôm nay Khanh làm một cái video nho nhỏ chia sẻ về cái cách làm sao để cho mình có thể chạy cái chiếc xe XC60. Khanh đang ngồi trên XC60, động cơ B6 một cách tiết kiệm, và cái xe nó vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm. Thì đây là video giúp cho quý anh chị làm được điều đó. Nhà mình đang theo dõi các video của Khanh, chưa nhấn nút đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha. Còn hỏi về chương trình mua xe thì nhờ nhà mình có liên hệ trực tiếp với Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ giải đáp tất cả các thông tin để cho mình rõ hơn về những chiếc xe Volvo, chính sách bảo hành cũng giống như thời gian cung cấp xe. Nhà mình chỉ việc lên showroom, coi màu, ngồi thử và lái thử cái chiếc xe, cảm nhận cái không gian của chiếc xe thôi, để đỡ mất thời gian của mình khi mình đã lên showroom rồi, đã có đầy đủ các thông tin. Các xe Volvo được bảo hành 3 năm không giới hạn km và được miễn phí bảo dưỡng trong 3 năm, cả tiền công và cả tiền vật tư được miễn phí. Đó là những cái ưu điểm của Volvo. Rồi, bây giờ Khanh cái chiếc xe XC60 lái trong nội đô như thế nào. Trước hết mình muốn biết là cái chiếc xe của mình tiêu hao nhiên liệu như thế nào. Thì quý anh chị lưu ý giùm Khanh ở phía đây, bấm vào, mình đè giữ đến khi nào mà nó reset complete. Đó, nó sẽ reset là mức tiêu hao nhiên liệu. Rồi, quý anh chị bấm vào cái nút này giúp giùm Khanh. Nó sẽ có hai cái phần trip, đó là manual và auto. Auto thì nó mặc nhiên là nó sẽ đếm từ khi cái chiếc xe được gọi là lăn bánh những km đầu tiên đến thời điểm hiện tại. Nếu quý anh chị muốn reset cái trip auto này thì chúng ta sẽ vào phần mềm bên trong đây để reset. Còn hồi nãy anh em mình đang thao tác là nút này thì nó sẽ reset trip manual. Thì khi mà tiêu hao nhiên liệu, đậu nó cũng hao xăng. Chính vì vậy là tổng hợp của các chiếc xe vừa đậu, vừa chạy, vừa kẹt xe, vân vân, vừa thốc ga, thì đó, quý anh chị coi là từ lúc mà chiếc xe đến thời điểm bây giờ là nó 14.7, nhưng thực chất là khi mà chạy trong nội đô thành phố á thì nó đâu có tới, không tới. Rồi, quý anh chị coi cái km trung bình, nó chỉ có 16 km trung bình thôi. Mình muốn coi một cái mức tiêu hao nhiên liệu nó nhiều hay ít thì mình sẽ xem qua cái km của xe, tốc độ, vận tốc của xe. Thì để một chiếc xe mình đúng thì nó phải tầm 20 mấy km/h, chứ còn chạy mà tốc độ có 10 mấy cây số/h thì xe nào cũng hao xăng như xe nào. Rồi, bây giờ bấm lại nha. Rồi, reset nè. Rồi, bắt đầu mình chạy. Thì đối với một chiếc xe hao xăng nhất là ở giai đoạn tăng tốc. Chính vì vậy khi mà tăng tốc á, quý anh chị đệm ga nhẹ nhàng là chiếc xe mình đã đi rồi. Nhẹ nhàng thôi. Chiếc xe công suất 300 mã lực, đệm ga nhẹ thôi, đừng có thốc ga vô mạnh thì nó sẽ không bao giờ hao xăng. Đó. Đây. Thì khi mà quý anh chị chạy ở cái giai đoạn mà tăng tốc lên, quý anh chị sẽ thấy là cái tiêu hao nhiên liệu nó sẽ cao. Nhưng khi mà có tốc độ đều rồi. Đó, có tốc độ đều rồi thì nó sẽ không có hao xăng. À, quý anh chị coi nè, đi trong thành phố nè, nó khoảng này thôi. Khoảng tầm, Khanh thường chia sẻ với quý anh chị là cái chiếc XC60 này, quý anh chị đi trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ rơi vào khoảng trung bình 12 lít cho 100 km chạy. Đó, thì hiện tại Khanh đang chạy nè, tốc độ đó khoảng 11 lít. Đó, còn có một số anh chị thì có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn nữa, khoảng 10 lít hơn thôi. Tức là chân ga của các anh chị đều và nhẹ nhàng, cũng giống như là không có trẻ trâu giống như Khanh. Chân không có to. Đó. Đấy, mình bấm lại để mình coi. Đấy, bây giờ chạy càng lúc chạy càng chạy thì nó càng xuống nè. Đó, quý anh chị thấy không, tốc độ là 20 mấy cây số/h thì cái xe của mình á là nó mới đúng tiêu hao nhiên liệu. Còn nếu mà quý anh chị đậu không thì nó cũng hao, mà nó đậu không thì cái xe của mình đôi khi là nó lên tới 30 mấy lít cho 100 cây số luôn, tại vì đậu không đâu có chạy đâu. Đó, thành ra quý anh chị đừng có thắc mắc
là tại sao cái chiếc xe mình 30 mấy lít 100 cây thật ra không có nhà sản xuất nào làm một chiếc xe 30 mấy lít 100 cây đâu. À, trừ những chiếc xe mà 5 chấm, 7 chấm. À. Đường nó rất là kẹt. Vào buổi trưa 12 giờ là ngay cái giờ gọi là giờ cao điểm của các xe tải, họ chuẩn bị hết giờ á. Đó. Quý anh chị thấy không ạ? À? Bây giờ vận tốc của Khanh nó chỉ còn có khoảng 10 lít cho 100 km chạy thôi và Khanh vẫn tăng tốc mà. Đây. Đây, vẫn tăng tốc nè. Đây Khanh bấm lại cho mình xem nha. Đó, bây giờ còn có 10 lít mấy thôi. Tức là khi mà cái chân ga của mình nó nhẹ nhàng, nó đều đi đó, thì cái tiêu hao nhiên liệu đó nó sẽ giảm xuống. Và mình muốn biết thì mình phải reset để mình đo lại. Đó. Lúc này Khanh đang chạy với tốc độ là 30 cây số trên giờ thì tiêu hao nhiên liệu của Khanh trong nội đô chỉ còn có 10 lít rưỡi thôi. Đó. Thì cái tiêu hao nhiên liệu cuối cùng, quay lại câu chuyện tiêu hao nhiên liệu, là phụ thuộc vô chân ga là yếu tố đầu tiên. Yếu tố kế tiếp là cân nặng, tức là cái xe của mình chở nhiều người hay ít người. Hiện tại đi thôi. Đã. Một mình Khanh đi thôi, không có ai hết. Yếu tố kế tiếp nữa là bơm bánh xe đúng chuẩn. Đã. Còn muốn biết bơm bánh xe đúng chuẩn hay không thì quý anh chị sẽ coi trên trụ B của xe. Trụ B nó sẽ có thông tin Khanh chia sẻ rất là nhiều các cái video, là mình muốn biết là cái chiếc xe của mình có cái mức mà gọi là áp suất lớp đúng chuẩn hay không thì mình phải coi ở ngay trụ B. Trụ B là một cái trụ có đầy đủ các thông tin đó. Rồi, yếu tố kế tiếp nữa để cho chiếc xe của mình có mức tiêu hao nhiên liệu thấp đó là bảo dưỡng đầy đủ. Bảo dưỡng thì các anh kỹ thuật viên ảnh sẽ kiểm tra lọc gió nè, rồi kim phun coi đủ áp suất hay không, rồi kim phun có bị đóng cặn hay không, mình sẽ xúc kim phun. Đó là những cái yếu tố gọi là chủ quan để mình có thể là làm cho cái mức tiêu hao nhiên liệu nó giảm xuống. Kế nữa, một yếu tố khá quan trọng đó là chất lượng xăng. Thì hiện tại là Khanh khuyên cả nhà mình nên đổ xăng 95. Nhưng tại sao có từ nhưng? Xăng 95 hiện tại thì nó sẽ có hai loại xăng trên thị trường, đó là chuẩn Euro 3 và Euro 5. Euro 3 thì mình sẽ thấy là cái giá công bố của Bộ Tài chính á, là các cái cây xăng đều là xăng Euro 3. Nhưng quý anh chị muốn đổ xăng Euro 5 thì nó sẽ đắt hơn gần 1.000 đồng. Thì nó khoảng 600 đồng. Thì Euro 5 hiện tại quý anh chị chỉ có đổ ở hệ thống Petrolimex là nó mới có xăng 95V. Có nghĩa là xăng 95 chuẩn Euro 5. Đó, thì cái xe của mình sẽ bốc và mượt hơn. Và khi mà quý anh chị đổ xăng chất lượng cao hơn thì xe của mình sẽ đỡ phải đóng cặn nè. Xe của mình đỡ bị bám những cái bụi vào kim phun nè. Rồi xe của mình máy sẽ duy trì bốc hơn. Đó. Còn độ bền thì như nhau thôi. Của bền tại người mà. Mình bảo dưỡng đúng á, thì nó sẽ bền như nhau. Còn về cái độ bốc của xe thì mình xài xăng chuẩn Euro 5 chắc chắn cái chiếc xe sẽ bốc hơn xăng chuẩn Euro 3. Chắc chắn điều đó. Rồi Khanh thì Khanh thường đổ Euro 5 thôi. Rồi quay lại câu chuyện là xe của mình đang đổ xăng 95 Euro 3 hay Euro 5, nhưng vô tình hết xăng phải bò vào cây xăng nó đổ xăng 95 không có, mà phải đổ xăng 92 mà xăng sinh học nữa, thì có chạy được hay không? Thì Khanh trả lời với mình là chạy được bình thường, không có lo lắng gì hết. Mình cứ đổ xăng 92 đổ vào để mình chạy. Còn khi mà có cây xăng 95 rồi thì mình đổ bù vào lại thôi. Thì xăng 92 chạy thì cái chiếc xe của mình nó sẽ không bốc giống như xăng 95 thôi. Nó không được bốc giống như xăng 95 rồi nè. Cái xăng 92 thì cái chỉ số octane á nó thấp, thành ra cái xe của mình nó chạy vận hành không hết hiệu suất. Đó. Thì nãy giờ Khanh đang kể cho mình tất cả các yếu tố là ảnh hưởng đến cái việc mà một chiếc xe nó hao xăng hay không hao xăng, rồi chân ga của mình như thế nào để cho có mức tiêu hao nhiên liệu nó thấp khi đi trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Còn đi đường trường thì cái chiếc Volvo XC60 này có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình rơi vào khoảng 7 lít cho 100 km chạy.
Còn các anh chị đều ga thì nó chỉ khoảng đâu là xung quanh 6 lít thôi, 100 km chạy thôi. Còn các anh chị thốc ga thì cái chiếc xe này nó sẽ khoảng tầm 7 đến 8 lít cho 100 km chạy. Đó là những cái chia sẻ của Khanh về tiêu hao nhiên liệu trên cái chiếc xe Volvo XC60 dẫn động all-wheel drive 2 cầu toàn thời gian. Một chiếc xe có cân nặng tự trọng, tức là cân nặng của xe rơi vào khoảng 2 tấn 1, 2 tấn 2, mà tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng là 12 lít đi nội thành, như vậy là cực kỳ khiêm tốn. Và hiện tại cái chiếc xe này nó đang có mức công suất của xe là 300 mã lực. 300 mã lực là một trong những chiếc xe có công suất rất là to rồi. Đây, nãy giờ Khanh chạy nè, quý anh chị coi, bây giờ nó xuống còn có 9 lít mấy à. Tức là cái chân ga mà mình khi mà mình mới reset, dĩ nhiên là nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu cao rồi. Tại vì nó chia km mà, mình đâu có km dài đâu mà mình có cái mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Đó. Thì khi mà Khanh chạy nãy giờ nè, được 3 cây số rồi, thì mức tiêu hao nhiên liệu của Khanh nó xuống rồi, còn có 10 lít thôi. Như vậy quay lại câu chuyện là mình, anh chị muốn chạy 10 lít hay chạy 9 lít hay chạy 8 lít là do chân ga của anh chị, hoàn toàn do chân ga của anh chị hết. Đó. Đó, hiện tại là Khanh đang chạy 9 lít mấy thôi. Đây thực tế luôn, đường nội đô thành phố Hồ Chí Minh dừng đèn đỏ cũng khá nhiều và cũng tăng tốc, cũng đệm ga nhưng mà cuối cùng là những cái cú đệm của mình nhẹ nhàng vừa phải thì Khanh đảm bảo rằng cái chiếc xe của quý anh chị không hao xăng. Đây, nãy giờ Khanh đang chạy nè. Đó, Khanh cũng tăng tốc nè. Không, mình khi mà tới đèn đỏ rồi thì mình sẽ chuyển qua cái chân phanh để mình giữ hờ, và khi mà nó sẽ phanh bằng chớn. Đó, nó phanh bằng chớn thì cái xe của mình sẽ không tốn bố phanh, cũng giống như là xe của mình sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ thấp xuống. Đây, nãy giờ Khanh chạy là nó chỉ còn xuống có 9 lít mấy thôi. Đó, với cái tốc độ là 26 cây số trên giờ, quý anh chị coi cái tốc độ trung bình của chiếc xe mà từ lúc mà mua xe tới giờ, chạy xe tới giờ là 6.000 km, audio là 6.300 nè, là có 17 cây số trên giờ. Tức là xe này chạy rất là chậm, đa số đi nội thành đúng không ạ, đậu xe một chỗ. Còn Khanh chạy, đang chạy nè, reset lại, sau khi reset là chỉ có 9 lít mấy thôi. Đó là một cái gọi là bí quyết để cho nhà mình có thể là chạy chiếc xe với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 9 lít mấy, chân ga nhẹ nhàng. Hẹn gặp lại ở nhiều video sau. Xin chào, bye bye.